lại cho cái động tác. Thầy dạy cho các động tác cơ bản khi bắt đầu tập võ. Rất đơn giản, mà con ráng ghi nhớ. Thứ nhất là xuống tấn như vậy. Một, xuống tấn. Thôi không có đánh nhau, không thật, cái này dạy thầy vậy thật. Em thấy như là tôi xuống vậy đúng không? Một, em đang trước. Em xa xa là mới đánh ngực nhau nè, đang trước ngay giữa trước ngực tụi con nè. Một. Ngực tụi con thầy trước xuống dưới xíu. Rồi, một đi, một đi. Hai nè. Hai. Làm y chang như vậy cho thầy. Rất là hư đốt. Rất là hư đốt. Hai cho thầy. Hai. Một lại nè, một. Hai. Những đôi môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra. Ba. Mày thấu đâu là chạm đây của nỗi đau. Ôi trời. Trời sao bạn này không né con hết rồi, dập lá lách con rồi. Với 4 bài tập cơ bản này, các con có thể đuổi bắt cướp ngoài đường. Dạ. Cố gắng lên, hỡi những dũng sĩ của thầy. 3 phút nữa mày, 3 phút nữa mày xuống nhà, 3 phút nữa mày xuống nhà. Rồi, chuẩn bị luôn mọi người. Có ai thấy không vậy? Chị đi không có nổi, chị đi đứng quay chương trình nữa à. Đừng có đồ, cái khói mà mang nước đó. Bùng một cái là mang dép lào liền à. Cái này mang đi để mà đánh liền đánh gì đây. Mày kiếm gì đó. Bây giờ mình giấu chị già luôn rồi. Kiếm gì vậy dạ? Ôi dài. Cái tin này nó vui quá chung. Trời ơi, nhìn này vui quá. Từ từ, Để nhắn tin, để nhắn tin. Anh đọc không kịp, Để nhắn tin đã. Trời ơi, Facebook vui quá là nhiều tin. Có vấn đề nha, hai đứa mà nó dạy vậy là có vấn đề nha. Alo. Alo. Làm gì đó? Đang ngồi nói chuyện. À. À, cái gì, ở gì vậy chưa? Gì vậy cô gái này, Trời ơi. Cái cô gái là vậy, cái quần người ta vậy chị? Sao vậy chị? Sao vậy? Có việc gì vậy? Chị tìm anh Đạt chứ sao chị? Kỳ vậy? Dạ. Hello, công an hả? Có hai đứa ăn trộm đồ người ta nè. Chị biết nó giấu đâu không? Chị mất rồi vậy. Giấu đâu vậy? Alo. Alo. Luật sư hả? Giờ có người tố cáo tôi nè, có người vu oan cho tôi là luật sư. Tôi muốn nói chuyện với mẹ của mình. Mẹ khỏe Alo. Không? Ăn cướp hả? Bắt cóc mẹ chung giùm em được không? À. Mẹ em đi giật rồi. Ok, thank you. Sao mà tác dụng lẹ vậy trời? Ủa, nói không vậy gì đâu mấy đứa, bớt giỡn mà không giỡn nữa, nghiêm túc vậy đâu. Vậy gì vậy? Bây giờ chị mua 450 ngàn nữa. Trời ơi, đắt tiền đứa mày. Đáng lẽ nó là 500 chị được giảm giá bởi vì chị là nghệ sĩ. Em được giảm tới 500 ngàn. Không có mà. Ba cái chữ Lâm Vĩ Dạ được giảm 50 ngàn lận đó. Thôi vậy 450 ngàn được giảm 50 ngàn mà đáng lẽ là 500. Đáng lẽ ra sao vậy? Đáng lẽ ra là 500 gì đâu rồi. Là sao chị dạ nói gì vậy? Nói vì vậy? Anh không hiểu ý chị cho lắm. Chị dạ nói rồi. Nói vì vậy không? Nói vì vậy không? Đem lên tiếng giúp chị. Mình lớn hết rồi. Ai cũng có cha sanh mẹ đẻ. Mà sao chị mất đôi già em cười hoài vậy Dựng? Nó có cười. Cái miệng em lúc nào em cũng cười nhe răng nữa hết. Chị vô duyên quá à. Giờ chị có muốn kiếm dài không? Có nhưng mà em phải nghiêm túc, em không được cười chị mới tin em. Mất là đáng. Ủa chị Dạ? Ủa? Đâu đây? Khỏe không? Dự? Khỏe không chị? Tụi em tới quay game show. Tụi em đi dạo người thấy thành phố tụi mình dạo này phát triển không anh nè? Người thấy không? Nhà cao thành phố của mình có những tòa nhà cao tầng rất là... Thôi! Chút thôi! Thôi! Chút là nhà thờ. Hai tên cướp giả tạo. Hả? Đôi dài chị Dạ đâu? 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 Đôi dài chị Dạ? Đôi dài chị Dạ? Dừng! Nếu không khai tôi giết ổng đó. Trời đất ơi. Giết đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa con? Mày thấy chưa? Một tên cướp ngu si. Nó lòi mặt ra rồi. Đồng đội mình. Được rồi. Ta có chết, ta sẽ lôi mày xuống địa ngục. Mày chết như con lại vậy. Ngu, bây giờ nó chết rồi, đôi giày chị đâu? Không ai khai cả. Đôi giày chị đâu? Ai mượn em?
Ai mượn em bây giờ đôi giày chị đâu? Đôi giày đâu? Ủa, tôi đầu thai làm chiếc sao rồi? Diêm Vương cho lên để khai đôi giày đâu đó. Ủa? Đôi giày gì? Tôi xin phép Diêm Vương rồi. Đôi giày chị dạ đâu? Đôi giày gì? Bây giờ mà bà 450 ngàn, nó lẽ là 500 ngàn nhưng được giảm 50 ngàn bởi vì là nghệ sĩ. Chị nói gì em không hiểu. Chết rồi, nó đầu thai làm kẻ không não rồi chị dạ. Đôi giày chị dạ đâu? Để chị không mang giày chị lùn hơn bạn kỳ lắm. Mọi người thấy không? Nhìn đi, một kỳ quan thật là lạ lùng xuống đường chúng ta. Đôi giày chị nằm trên đó mà chị không hề biết. Đầu đội trời, chân đạp đất mà để giày của mình cắm trên đây mà không hề hay hay biết. Bả tự dắt lên đó. Trời nãy giờ gây lộn chi vậy, bả tự dắt lên rồi sao mà bả đổ thường ta. Không có biết chuyện gì đang xảy ra luôn á. Chị nên khám lại, đo cái não điện đồ mình lại. Cuối cùng là chị uống gì? Chị là nãy giờ vợ đã nghĩ lầm hai đứa em. Dạ dạ hay quên cho nên là dạ là người tự dắt cái đôi giày lên. Không đó. Sao đâu, tụi mình tuy tổn thương nhưng mà dù gì chị dạ cũng là chị dạ của mình mà. Đúng không? Rồi. Giận chị đi. Ủa gì kỳ vậy? Không phải giận nữa, từ mặt chị đi. Căm thù chị đi. Bởi vì giờ thật giả lẫn lộn quá. Mặc dù lỗi của người ta nhưng mà mình vẫn giận. Để dĩ hòa dĩ quý cho em mình những con đường để sửa sai. Chị tưởng làm mặt hiền người ta tin chị hiền đó hả? Ủa chưa hết tuần luôn hả em? Lỗi chị, lát em giấu luôn chị đó.